Kính thưa quý vị, quê hương Việt Nam của chúng ta còn rất nhiều người mắc bệnh phong cùi, đang sống trong những trại phong và ở rải rác khắp trên đất nước Việt Nam. Nhiều người sống rất nghèo khổ, thiếu thốn mọi bề. Nỗi đau của họ là bị xã hội ruồng bỏ. Xin quý vị mở lòng từ bi xót thương, san sẻ cho họ bát cơm manh áo để an ủi, nâng đỡ những mảnh đời quá bất hạnh khổ đau. Tôi bệnh hồi nhỏ, 9 tuổi tới bây giờ, đối với xã hội rất che cười tôi thành ra tôi buồn quá. Hàng tháng mà mấy gì cho tôi được ăn cái đùi gà này mừng quá. Tiền đâu mua đùi gà bự quá. Tôi, chúng tôi thành thật rất mang ơn quý vị. Tôi mãi khắc ghi những gì bạn cho. Tôi mãi khắc ghi những gì trời cho.